Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, như đã dự báo, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và khoảng tối mai 22 tháng 3 sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ gần sáng và ngày 23 tháng 3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó thì sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 16 đến 19 độ. Ở vùng núi thì có nơi là từ 13 cho đến 15 độ. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối mai 22 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến đo được là từ 50 cho đến 150mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa đo được phổ biến là từ 30 cho đến 70mm. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi cao hơn. Khu vực Trung Trung Bộ ngày 23 tháng 3 cũng sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Trung Du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp. Trên biển từ đêm mai 22 tháng 3 ở Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động và sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5m. Từ ngày 23 tháng 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động và sóng biển cao từ 2 cho đến 3m. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi các bản tin tiếp theo để cập nhật tình hình về đợt không khí lạnh tăng cường. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 34 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực Trung Du và vùng núi, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 35 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 34 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 85%.